Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Như Khải nào mày. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Khải sẽ chọn Khải sau khi Khải lên đảo con Thủy Yên xong. Đó nè mày, sẽ đồ Thủy Yên Khải thì nhìn vào thì khá ok nè mày. Một cái nón khăn lôi 30, một tay đồng chạm 40, áo phục hồi khăn lôi, đai lưng chón 30 dòng 1, sinh lực nhẫn chón dòng 1 đó, và ngọc bội kim đỡ kích 50 chón và 40 chạm, và một nhẫn khăn lôi, dây khăn lôi, vũ khí khăn lôi, chiến kháng cả khăn lôi. Hiện tại này là Thủy Yên Khải nè mày, cờ lon nè mày, mới tấm 3 thôi nên là Khải chưa đổi tên được, cái gì Khải lên tấm 6 có đổi tên nha. Và tiếp tục video này thì chúng ta sẽ lên đảo con giỏ đan nè. Đây nè mày, cho anh em nhìn sơ qua thì đây là con giỏ đan đang mặc xét kim phong. Thì bây giờ Khải sẽ lên đảo như nào. Này, hiện tại vừa rồi Khải đã đổi con thiên bang, mất 2,5 kim nè mày. Ngu người ở cái vấn đề là tưởng thiên bang về thành nữ được nè, đỡ đổi Thủy Yên mà không được nè mày. Bây giờ thì Khải sẽ cho con này về giỏ đan lại nè mày. Nói chung là mất tốn kém quá nè mày, hai cái năm một lần đó nè. Rồi chúng ta nhìn lại, vô lại. Bây giờ Khải sẽ đổi con này chính là giỏ đan nè mày. Cho đến một thời gian nào đó không thích nữa thì Khải sẽ đổi phá tiếp tục. Nói chung là server này thực sự là thoải mái đổi phá nè mày, không gì phải ngần ngại cả. Rồi. Nghe mới chụp Khải đang liền kêu nè mày, gần mát rồi. 16 kêu 15 kêu rồi. Ok, bây giờ Khải sẽ chuyển con này giỏ đan nè. Giỏ đan thì nếu mà đánh Thủy Yên không thích thì mình có chuyển giỏ đan đánh đánh tông kim. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cất mấy cái đồ này ra và chúng ta sẽ lên đảo và bận đồ vào, cố gắng tối ưu hóa nhất những set đồ của mình, vì set đồ Khải cũng không được đẹp nữa mà, tại vì đồ mới server mới ra mà đồ không có luôn á nè. Mới set đồ kim phong này chắc chắn lần này lên đảo Khải sẽ không dùng kim phong nữa, chỉ dùng bộ trang sức thôi, còn lại tất cả là bỏ hết nha nè, tất cả là bỏ hết, không dùng gì hết, chỉ dùng đồ xanh để làm gì, dùng đồ xanh để đi hoạt động này nọ, sửa đồ này nọ đỡ tốn tiền nè mày. Thực sự đồ kim phong thì server mới mà anh em thấy này, rương Khải có mười mấy dạng này, sửa đồ liên tục, tốn tiền liên tục nè mày. Rồi vừa rồi Khải đã giao nộp tín vọng môn phái, bây giờ chúng ta sẽ đổi phái nè mày. Giờ đây trường môn quyền pháp, ok Khải sẽ đổi quyền pháp nè, giờ đang quyền nha. Rồi sau khi tải xong thì bây giờ Khải sẽ mặc đồ vào tối ưu hóa nhất có thể, xong rồi chúng ta sẽ lên đảo tại điểm tiềm năng. Kiểu gì kiểu cũng lượt lên đảo một lần mà lo gì đúng không? Ok anh em đã lên đảo luôn em ơi. Kiểu được lên đảo một lần. Rồi, ở đây đây. Chúng ta qua bên kia lên đảo free một lần nữa. Lên đảo coi thử đâu rồi đó tính tiếp này mày. Chế đồ này auto bằng kháng lôi này mày, auto kháng lôi khá là nhiều. Nãy là có cái vũ khí khá là làm chậm này, ok này. Rồi ok. Coi thử nên mang như thế nào đây. Giờ đang quyền pháp. Quyền pháp, tỏ vọng 5 điểm. Chạy. Mất trong phái. Mất chống phái. Thái cực thành công. Rồi. Mất sâu ít. Nếu mà đánh chán chán con Thủy Yên thì sẽ chuyển qua con giỏ đan đánh là vui nha nè. Kiểu Khải còn đánh nhạc này chính mà. Quyền pháp 7x mát. Mát. Ôi không đủ rồi. Từ từ 7 tên sâu nè mà. Không đủ điểm 7 tên sâu rồi. Tên sâu sẵn đổi tên luôn nha mày, sẵn có đổi tên luôn, tên cái này xong Khải đổi tên trong phái này. Anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ video cho nha mày. Nói chung là đến tầm này cũng hơn 5-6 ngày rồi, mình cũng lên được sẽ đồ tầm trung nha mày, 40 chậm và phục hồi 40 đồ các kiểu, nó hơn kim phong một chút xíu thôi nè. Rồi mất bàn tay này. Nó hơn xét kim phong một chút. Rồi nè. Ok chưa. Tiếp tục đó là skin 1x, skin 7x. Rồi. Giờ cứ lên cấp tên cái này cho mát rồi, tên giờ 7x đi nè. Đây 2k. Bây giờ tài tỷ mang đồ nè mày. Khải đổi mang đồ à. Từ từ trước khi mang đồ thì Khải đổi tên nhân vật cái nè.
Nó tôi nhân vọng đấy. Lên cấp 86 là chủ yếu là đầu tên nhân vật này mày. Lên đảo phải đầu tên luôn. Em đợi chút. Vậy Let's go. Đổi tên em ơi. Không đổi nữ được rồi em ơi. Ủa? Sao đổi này không cho chợ? Ông mang Canada dữ vậy. Ủa đổi tên này được mà sao nó không cho ta? Ủa? Sao tên này nhọc lại vô hiệu mới được mà? Nhưng là không cho dấu chấm sâu em ơi. Ủa, này á sao bị thiếu thiếu gì ta? Đúng rồi. Giờ đây. Phải khá là cái. Rồi, ok em ơi. Nhân vật này coi. Ủa, gì chờ? Không cho đổi kìa. Gì vậy? Áo ma dữ nè. Kiểu này cho dấu chấm vô nè mày. Hai cái này nó không cho rồi. Rồi. Này mà không được nữa mày. Tên quen thuộc. Tên quen thuộc mà không được nữa mày. Cái này đặt ký tự này nọ đều tránh sự bạc. What the hell? Cái gì vậy? Vô hiệu. Vãi chứ. Bỏ dấu chấm. Không cho dấu chấm nữa mà. Không cho thêm giờ này full chữ. Rồi ok, thằng này không được nó mới lạ luôn. Rồi, có tên chính thống nha anh em ơi. Bữa giờ mua ạc anh em ơi, bữa giờ mua ạc là không có ạc, toàn ạc mua thôi. Ok rồi. Này thì trước khi chúng ta test cái bằng mặc đồ như thế nào thì chúng ta tăng sức mạnh sinh khí này nọ đây. Mười mặc đồ này mày. Đây. Đầu tiên thì cái nón cái áo phù hộ mưa thì không thể thiếu rồi. Nón khăn lôi không thể thiếu rồi. Rồi. Đai lưng hiện tại đang dự định là đai lưng 530. 530. Hoặc là vũ khí 530. Khí 520. Đó. Khí 520. Khí 520 mang cái này. Rồi tất cả. Bằng dây này thì không có. Không kích được. Vũ khí thủy không kích được. Nếu mang cái này thì bao tay phải mọc. Bao tay mọc. Tay mọc vũ khí. Khí hỏa. Khí hỏa thì gia truyền kim. Mang khăn hỏa lên không? Khăn hỏa là chết ngay. Truyền kim. Tay mọc. Tay mọc. Chậm. Mọc này chỉ lấy ra. Không có khăn lôi. Không có khăn lôi. Mọc bốn khăn lôi. Mọc này làm chậm. Có thương mạng như thế nào không em ơi? 130 nè, khắn lôi nè. Chỗ này sẽ thay cái nhẫn khắn hỏa. Ui, khắn hỏa gì cả 5 điểm rồi trời. Không điểm nào luôn á. Mang chỗ này. Chỗ này khắn lôi nè. Khắn lôi lên nè. Lôi lên 46 nè. Vậy thì mang vậy à. Quý thủy. Quý thủy khăn hoa 62. Bao nhiêu? Nó 46. Chậm 30. Tay mọc. Tay mọc. Rồi tương đối nè mày. Mang dài mang tạm này. Ít hôm Khải sẽ lên đảo một lần nữa. Khải mang một set đồ chuẩn nhất luôn nè mày. Tầm này thì chỉ được 55 chậm thôi. Đó. Ê, lộn. Ôi, cái vũ khí này không kích được à? Còn dưới này kích rồi. Khó nha. Vũ khí này không kích được. Nếu 55 chậm thì cái này phải mang vào chỗ này. Chỗ này thì khăn lôi là không có. Khăn lôi có 33.
Bằng này không lôi vô. Bằng này không lôi vô. Thổ. Ok, mang lại đại lương kim phong mà. Thằng này mang đại lương kim phong với bao tay kia nó khỏe nè mày. Chứ không còn thua nè mày. Chứ mắt là như vậy thôi. Có chết ok rồi. Đó, kháng lôi số 12. Kháng họ tiến được, hãy sẽ mang cái nhận kháng họ chỗ này vào thì kháng họ được khoảng 20. Cũng được tương đối nè mày. Không xài hai món này hơi phí nè mày. Thì cái gì ít hôm tính sau. Khoảng 10 ngày sau đến ngày 13 ngày sau tính sau nè mày. Có thêm được ít làm chậm nè, 25 làm chậm nè, 40 hồi nè, kháng lôi. Kháng họ, giá chuyền này khai sẽ mang giá chuyền mang giá chuyền kim. Là kích cái dòng này nữa là đẹp. Là kháng họ sẽ lên khoảng 40. Kháng họ sẽ lên 40 và kháng lôi sẽ khoảng tầm 40. Dùng hai kháng tương đối như nhau. Đó. Cái này vài ngày cũng được từ từ tính sâu nè mà. Cái mang cái này phí quá. Mang làm chậm được 40 làm chậm nè. Mang này vào được 40 làm chậm nè. 40 làm chậm. 40 làm chậm. Nhưng mà cái nhẫn này là không kích. Áo giấy chứ nhẫn này mà kích được ít kháng lôi cũng đỡ. Kháng lôi không có luôn. Mang kiểu này kháng lôi có 15 rồi nè mày. 22. Nhẫn này không kích được. Không ra kháng lôi không có luôn. Thôi cho 20 làm chậm thôi nè mày. Từ từ tính sâu nè mày. Cho 25 chậm này. Thử nghĩ này. Kháng lôi này. Rồi. Ít hôm giờ đang nó cũng nhiều. Chơi kháng lôi này hợp lý này. Rồi. Lực tay 2k. Tăng ít máu mana nữa nè mày. Rồi. Ok. Tiềm năng. Sức mạnh không tăng rồi nè. Nội công sẽ tăng ít khoảng mana khoảng tầm. Mana khoảng tầm 5k. Tầm này mana 5k là nhiều nè mày. Không có điểm nhiều đâu. Rồi mana 5k còn lại chân khí. Rồi, mana ok cho nè. Hôm nay thì chính của Khải nè, bạn này chính của Khải nhưng mà đã, trước mắt thì cứ giao lưu như vậy thôi nè mày. Còn ít hôm mà ví dụ như con Khải đánh tốn kim một thứ gì ngắn ngắn thì Khải sẽ đánh quăng vào đang. Tầm này thì với 20 với cái vẫn như xét kim phong bình thường thôi, không gì thay đổi cả nè mày. Nếu như thay đổi ở đây là lên áp phù hợp 40 và bỏ kháng họ thay vào cái vũ khí kháng họ và Khải sẽ nói lấy cái nó kháng lôi 17 và thêm đôi giày kháng lôi 15. Đó. Rồi gia chiên này chắc sẽ thay vào nó là gia chiên sinh lực hợp kim. Đó, sinh lực hợp kim rồi xong. Tầm này lên đảo đỡ tốn tiền, mình sửa tốn tiền lắm rồi mày. Bắt đầu kiếm phong sửa tốn tiền vài cước luôn. Được khai đi sửa hai cái đây được hai món này á. Cho nó bớt tốn tiền rồi mày. Sửa thường á, anh em lưu ý là sửa thường nha. Có hai chế độ sửa. Một là sửa VIP và hai là sửa thường rồi mày. Sửa VIP thì tốn tiền vàng rất là nhiều. Tại vì cái kim phong này nó chỉ có hạn sử dụng 2 tuần thôi. Nên là anh em cứ gì ở đâu anh em sửa thường này. Sửa thường có 7.000 máy này, thấy không? Hiện tại giờ nó đang là hư nhiều rồi. Nó hư đến còn 33 thôi, nửa đường rồi. Sửa còn 7.000 nè. Rồi cái này cũng 37 nè, bằng hơn nửa đường nè. Sửa cũng 8.000 thôi. Thì năm sửa thường nó rẻ hơn xíu. Mà độ bền nó đi xuống mà không sao. Cái đồ này độ bền vài hôm vứt nè mày. Nửa tháng nè vứt. Rồi, ok. Dì Bang nè mày, cuối cùng cũng đã có một account tên chính thống Di Khải cho mình nè mày. Mừng quá, mừng quá, mừng quá. Chơi bữa giờ đúng mong ngóng trong lên 86 để đổi nè mày. Để đổi tên nè mày. Rồi. Còn mấy cái đồ này thì đợi cho anh xe. Ai cần gì mình giao lưu mình cho anh em xài. Ok rồi. Tận dụng được cái bao tay với đa lưng cũng đỡ một tí nè mà. Đôi giày có tận dụng được không? Nó tận dụng đôi giày không? Vì đôi giày khả năng hắn lôi nè mà. Mà đôi giày này tăng thêm sinh lực. Tăng thêm sinh lực mà thổ cần hỏ. Thì không có muốn hỏ nè. Thôi mà hắn lôi đi nè mà. Thổ không cần lắm mà hắn lôi đi. Hắn lôi cho con. Tí nữa mang cái gia truyền kim nữa là nó ok thôi. Đại gia truyền này nè. Chuyện kháng cảnh năm mà không có kháng lôi. Thôi cứ tận dụng cho chuyện kháng lôi được thêm được 10 điểm kháng lôi này nè. Đó. Giờ này cũng kháng tất cả năm này, hôm trước sang ra này, đó. Cũng kháng cảnh năm này. Khi nào hết đầu tính đó. Rồi. Build 80 chậm 80 chó ạ. Tầm này đồ không có. Build 80 chậm 80 chó cho mùa quýt quá. Lực tay đẹp không nè. Coi lực tay bút chống phá là lực tay đẹp không. Chống phá liên quan thì 2002. Ok khai giám đoạn tí nè mày. Khai giám đoạn tí được. Khai tăng thêm máu nè mày. Lực tay trong 2002 được rồi. Lại máu nữa nè. Ôi tính ra yếu vậy. Mana thêm tí cho không ổn. Mana 4.600 4.700. Rồi. Đó, máu không cái tư rồi. Máu ít quá sợ chết quá. Rồi, quá đẹp luôn.
Rồi, ok em ơi, bây giờ xuống đảo được rồi em ơi. Ta đang tăng 50-50. Vậy tại vì xe mà, dùng dịch chính này nó cũng chưa đánh nhiều á. Nên là 50-50 em ơi. Ít hôm tăng mana khoảng 5k. Rồi cứ giải từ từ tăng máu tính tiếp em ơi. Vì cái này khả tăng mới có 75% thôi. Ví dụ như đánh mất 100 thì sẽ mất khoảng 25 máu, ok. Đã được rồi. Xuống đảo anh em. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống đảo và khải giúp bang em ơi. Kiểm tra xuống đảo một lần cuối cùng. Đây em ơi. Nón khăn lôi sinh lực cao, áo hồi 40, đai lưng kim phong, bao tay kim phong, dây chuyền kim phong, vũ khí kháng hỏa sinh lực 88, dài khăn lôi 15, tóc 26. Đó. Vừa tròn được này, được tóc nữa, được ok luôn. Rồi, vấn đề vẫn kim phong thôi. Khoảng tầm nửa tháng nữa thì sẽ lên một set đồ tiếp theo này, sẽ lên một set đồ VIP hơn nha. Này thì thực sự chỉ có nhiêu đó thôi, không đồ đẹp hơn nữa. Mình tranh được cái gì mình xài cái đó này, cũng không ai mua, cũng không ai bán gì nhiều này. Rồi xuống đảo này, thấy vô bàn á. Vô bàn á. Sau khi một hồi là mình đã hôm nay mình đã làm xong hai ạ. Bạn thứ yên nữa đi tống kim. Anh này gió đang. Thích thì đi, anh này gió đang tống kim luôn. Quá đẹp. Rồi, ok. Hiện tại bang cũng gần full rồi nha anh em ơi. Anh em nào muốn vô bang thì liên hệ sớm rồi anh em ơi. Bang cũng gần full rồi nha anh em. Hiện tại trong bang thì cấp cao nhất thì mới 87 thôi anh em ơi. 47-87 thôi. Sau khoảng 5 ngày hoặc 6 ngày hoạt động thì được 87 thôi anh em ơi. Rồi. Anh em thêm dõi video đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Hãy sẽ lên những video tiếp theo anh em xem ủng hộ cho nha anh em. Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn theo dõi cái chuông để theo dõi những video mới nha mọi người. Rồi, ok.